attention, girl, I know you. But you're everything I just wanted. 4 giờ sáng, đang đi trong sân bay với con nhỏ Ninja Warrior này. Bà chủ hội nè, sáng nay là bà sai khiến rồi, bà chỉ đầu người này chỉ đầu người kia nè. Bà chủ hội. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở Boston. Hình là hồi nãy lúc mà check in security thì Harley có để quên một cái ly nước ở trong đó, thì it's a little hiccup, hơi khó khăn nhưng mà không sao hết. Good hay bad? Good hay bad? Good. Good food. Bad food. Good food. Bad food. Bây giờ thì tụi mình đang đi ăn sáng. Uyên tới sân bay này từ lúc 3 giờ mà bây giờ là 7 tiếng rồi. 5 giờ, 2 tiếng rồi. 2 tiếng, xin thấy lâu quá vậy. 2 tiếng chứ mấy, có gì đâu mà lâu. Freaking time, you stupid. What? You stupid, man. Bánh mì ốp la kiểu kiểu sân bay. Này là Mexican jumping bean, 3 cái 10 đồng. Nó đâu, cái nào đó? Cái này nè. Đang cố gắng chụp một tấm hình về chân, cho nên ai cũng phải để chân dài. Giờ tụi mình đang đi lên máy bay và 4 tiếng nữa thì sẽ có mặt ở Boston. From the start, you my bunny, I'm your clock. From now to eternity, I give you all my heart. We are meant to be, it's clear to see. My love is bigger than I thought. I got everything I want when I hold you with my arms. The others don't matter, my love and my pleasure, the key to my treasure. Whatever's the weather, day up and out with you till I die. How many times for you, I'ma try. Want you to notice the one and I know this. Perfect soulmate, I wanna show it. My best friend, she saved my life, my happy end in hard times. Attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. Yeah. We're fighting danger. I was fine when you pulled me down. You said the stars would answer. You said our prayers were written down. I was fine when you pulled me in. We were forced to be human. And then the world came after. And I had never questioned it. And they said it, said it was wrong. Started it all.
Ai đây? nãy giờ chờ luôn, hồi nãy sợ còn sợ đi trễ nữa. Bây giờ offer. Ok, giờ mình đã có mặt ở Boston. Em nói nè, ở đây á là nó có một cái chỗ ăn lẩu. Biết rồi. Bây giờ một là ăn lẩu, hai là ăn anh đang tới đi ăn lẩu nè. Sushi buffet. Ăn lẩu á nó cũng là all you can eat buffet luôn nhưng mà nó không có ngon. Cái gì? Hot pot buffet đúng không? Dạ, yeah, nó không có ngon lắm. Nó chỉ là đường đường thôi, còn cái sushi buffet là nó không có lẩu nhưng mà nó có mấy cái đồ ngon hơn. Là nó cao cấp hơn. Sushi buffet đi. Sushi buffet thì mình phải về mình để đồ xong mới đi được. Đúng rồi. Để đồ là về để đồ là 1.5 tiếng xong rồi đi lên đó là 1 tiếng hơn. So nhìn mặt tội dở. Không dập đâu. Yo. Không đi lên rồi. Chạy. Bây giờ Holly với Mai Khanh đang đi trước. Tụi mình đang đi ra Harvard and MIT. Với lại khu trường MIT nữa. Nó nhiều tiền quá, bỏ vô đi. Bây giờ tụi mình sẽ đi ăn trước nhưng mà không biết là tụi mình sẽ ăn cái gì. Pizza. Tammy nói là đi ăn pizza. Tại vì ở Boston thì nổi tiếng nhất là pizza với lại ba cái đồ cheese cheese nè. Ok, ở sau lưng Holly bây giờ là cái menu của cái tiệm này và cái đống người này giờ đang gặp vấn đề về cái chuyện order đồ ăn, đứa nào ăn cái gì. Cái nào đâu. Ok, hiện tại thì tụi mình đang ở trong một cái quán tàu. Cái quán này thì chuyên gia làm bánh bao tùm lum loại bánh bao á, nhưng mà người làm á thì là người Mỹ không à, mà người ta làm trước mặt mình luôn nè. Thấy mấy người sau lưng này không? Họ đang làm bánh bao á. Còn bên đây là cái lò hấp. Này là bánh bao lobster. Ở trong là tôm. Chứ ngoài nó bự lắm á. Con gà rừng á. Siêu bự luôn. Ok, thôi mình đi tiếp. Đi tiếp. Thôi đợi luôn. Mình đang ở trong khuôn viên của trường đại học Harvard. Thì đây là cái trường nè. Mấy cái cây ở đây thì nó làm cho khuôn viên của trường rất là mát, giống như ở Việt Nam mà các bạn đi học mà có mấy cái cây bàng ở trong trường vậy đó. Thì ở trong này á nó rộng lắm và người ta thường thường người ta đi xe đạp ở trong từ khu này qua khu kia để người ta học. Nó rất là rộng và học sinh ở đây thì học cực kỳ giỏi luôn. Và trường này cũng là trường của tổng thống Obama tốt nghiệp. Thì bây giờ tụi mình sẽ đi tham quan nó. Nói chung là cái ấn tượng đầu tiên mà bước vào trong căn trường này á, nó vừa cổ cổ mà nó vừa lớn. Nó giống, nó mang lại cho Harry cái cảm giác như là Harry Potter, phim của Harry Potter vậy đó. Okay. Giờ đi, tụi mình đang ở cái bức tượng mà người ta kêu là R vào đôi giày của ổng thì mọi người sẽ học thông minh hơn. Nhưng mà trong nhóm mình có hai thành tử à, hai thành tử này là đang lên kế hoạch là liếm giày ổng chứ không phải là R giày ổng. Rồi đó. Harry với Uyên. Nhanh. Nè, cái đôi giày của người ta, của ổng, người ta rờ nhiều quá mà nó ra màu vàng luôn. Đây, ổng đây. Đấy, nhớ đổi đại học cho sinh viên. Đây, Hiển Bùi đây. Hiển Bùi nói xạo nhóm đi trước một mình qua đây. Hai ngày sau tụi mình qua mới gặp nó ở sân bay. Ăn quá no. Bà Khanh, bà thấy camera chạy tới bà là bà chạy. Bị sợ camera sao á. Bà kia đã ăn quá nhiều giờ đồ ăn không tiêu cho nên cái mặt trụ một cục. Còn ông này là bà, vì bà này trụ cho nên ông này cũng không vui luôn. Nó có trụ đâu, nó có chịu. Harvard là ăn nhiều quá chưa tiêu. Ê, làm đây, gì vậy? Là khu Harvard. Romet hả? Còn không biết hay à, chợ. Chợ châu Á, chợ gì vậy? Chợ Hàn Quốc. Chợ Hàn Quốc, bây giờ tụi mình sẽ đi ra chợ Hàn Quốc rồi tới đó thì sẽ vlog tiếp cho các bạn xem. Peace. Ở bên có một cái điều mà nó hay cực kỳ là ở bên Texas tụi mình á, thường thường là thà là một là cái giỏ, hai là cái xe đẩy cao cao luôn. Còn ở bên này á là nó là cái giỏ mà cũng là cái xe kéo theo luôn. Em bình tĩnh. Yeah.
push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Ở trong không có mặt của họ.